Một vlog rất nhạt và nhàm chán, anh em thông cảm cho mình. Bởi vì mình không có nhiều thời gian để đóng nhiều góc quay, nhà bao việc. Hơn thế nữa thì mình cũng chỉ muốn tập trung nhiều thông tin để mang đến cho các bạn ở ngành cơ khí điện tử trong lĩnh vực du học nghề. Cơ khí điện tử thì có lẽ các bạn đã biết rồi, đó là sự kết hợp giữa cơ khí điện tử và IT. Theo như mình tìm hiểu thông tin thì nếu như các bạn học ngành này thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để trở thành anh thợ sửa ống nước may mắn cho cô hầu gái tốt bụng. Nói về cái chuyện lương hướng cho ngành nghề này thì đối với tất cả những ngành du học nghề, nó sẽ có một mức lương là tương đối như nhau, không có sự chênh lệch khác biệt nào quá rõ ràng cả. Thì đây là một cái trang web mà mình cho các bạn biết được lương hướng qua từng năm nó tăng như thế nào. Chẳng hạn như một cái trang web học nghề cơ điện tử dưới đây, lương hàng tháng qua từng năm nó sẽ như thế nào, thì đây là cái số lương mà người ta chưa trừ đi các khoản bạn đã đóng góp như tiền bảo hiểm linh tinh khác. Thì tiền mà các bạn nhận về trong cái tài khoản của mình cầm tay, nó đâu đó dao động khoảng từ 500 đến 600 euro cho một tháng. Nếu như mong không tin tôi thì link tôi sẽ để phần comment để cho các bạn vào đó tham khảo một lần nữa. Nó sẽ không cao như lời đồn, bởi vì đời cũng giống như cái lu mà thôi. Nhưng mà có lẽ tất cả anh em chúng ta vẫn thích lu. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cơ hội để cho bạn học ngành nghề này ở Đức. Nếu như những trung tâm tư vấn ở Việt Nam nói với bạn rằng bạn có cơ hội để học ngành nghề này tại Đức, thì bạn phải tin rằng những trung tâm đó nói đúng. Bởi vì suy cho cùng thì nước Đức vẫn thiếu hụt những cái ngành nghề lao động mà cần đến cơ bắp của chân tay thay vì dùng cái độ sáng của bộ não. Một câu nói có thể nhận lại rất nhiều gạch đá từ các bạn. Tuy nhiên, mình vẫn thích một cái ngành nghề mà dùng miệng để kiếm ra tiền. Đó là nghề MC. Nếu như bạn không muốn qua các trung tâm tư vấn thì bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp online tới các trang web ở Đức. Mạnh mẽ lên mấy con rời ạ. Cùng lắm thì mong bị từ chối thôi, có gì đâu mà phải sợ hả? Mình sẽ mô tả sơ sơ ngành nghề này một chút cho các bạn rõ. Thì đây là một ngành mà liên quan đến máy móc thiết bị, và chủ yếu là dành cho bạn nào mà có khiếu về toán học cũng như là vật lý. Cho nên chủ yếu là nam chọn học ngành nghề này. Tuy nhiên, nam mà bị gay thì người ta vẫn hay chọn ngành nghề này để học. Là một ngành nghề mà có lẽ các bạn phải làm việc theo ca kíp. Vì hầu hết ngành nghề này đứng sản xuất máy móc, nó là như vậy. Rồi, vậy trong cái ngành cơ khí điện tử đó, nó cũng sẽ chia ra rất nhiều những ngành nghề nhỏ khác nữa. Như là ngành đứng kiểm tra máy móc, vận hành máy móc, hoặc là các bộ phận sản xuất các chi tiết thiết bị, hoặc là bảo trì máy móc. Vấn đề này thật ra mình chỉ thể hiện cho các bạn một chút thôi, chứ các bạn biết nó rõ hơn mình mà. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn rõ ràng, vẫn có rất nhiều công ty tuyển dụng ở Đức cần cái ngành nghề này. Bởi vì trước kia mình đã nhiều lần dạo chơi qua các trang web tuyển dụng đi xin đi làm thêm, nên bạn không cần phải lo lắng sau khi ra trường mình không tìm được việc làm cho cái ngành nghề này. Còn nếu như mà bạn có được cái bằng tiếng Đức C1 sau khi tốt nghiệp ra trường á, thì bạn chẳng phải sợ bố con thằng nào cả mà không tìm được việc làm ở Đức. Tiếp theo mình sẽ đảo qua vài cái trường nghề cơ khí điện tử để cho các bạn rõ một chút. Ngành nghề cơ khí điện tử ở Đức có rất nhiều loại khác nhau, điển hình là những cái công việc như là ở trang web mình đang chia sẻ cho các bạn dưới đây. Bạn có thể click vào tùy ý một cái ngành nghề học Ausbildung thì người ta sẽ cho bạn biết được cái thời gian học là khoảng 3,5 năm. Mình có thể click vào ngẫu nhiên một cái Ausbildung vị trí làm việc thì chúng ta sẽ có được cái thông tin đang cần tuyển dụng Ausbildung như là ở cái thành phố Leipzig, một thành phố rất nhỏ, đẹp và xinh xắn. Ngày bắt đầu học đó là ngày 1 tháng 8 2020. Và tiếp theo thì chúng ta có thể click vào để xem bên trong nó như thế nào. Nếu như bạn muốn nộp hồ sơ online trực tiếp thì mình nhấn vào cái nút Online Bewerben.
để làm các bước tiếp theo như cái trang web mà người ta hướng dẫn rõ cụ thể. Và yêu cầu của cái công việc này ở cái trang web này đó là gì? Đó là nó chỉ cần bạn tốt nghiệp thôi và có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, có khả năng yêu thích ở máy móc và có khả năng thực hành học hỏi gì đó linh ta linh tinh thêm và tự làm việc độc lập. Nó chẳng yêu cầu bạn phải có kỹ năng nọ kỹ năng kia. Còn ở một cái trang web khác, để tôi coi đây là ngành nghề dành cho thợ sửa ống nước, là thợ sửa xe đạp đây, tôi kể nó đi, thì cái điều kiện đầu tiên mà người ta yêu cầu bạn cũng chỉ là giỏi toán, giỏi vật lý như vậy thôi, hoặc là biết thêm về các kỹ năng về điện tử một chút, và người ta không cần yêu cầu bạn phải giỏi chuyên sâu ở các lĩnh vực đó. Và điều quan trọng nhất đó là bạn phải có cái sự đam mê và phải có một cái sức khỏe mà đủ tốt để thích ứng với công việc cơ khí điện tử. Tất cả những điều đó không phải dựa trên những bằng cấp cụ thể, mà mình phải chứng minh một phần nào đó cho họ thấy thôi, chứ người ta không cần phải yêu cầu có cái tờ giấy để chứng minh bạn hứng thú với công việc này. Rồi, còn bây giờ sẽ là phần trả lời câu hỏi. Có một câu hỏi gửi đến mình như sau. Em chào anh, cho em hỏi chút ạ. Ví dụ muốn học nghề nhà hàng khách sạn tại Đức thì ngoài bằng B1, B2, mình cần một chứng chỉ nghề sơ cấp nhà hàng khách sạn. Nếu như em muốn sau 3 năm học nhà hàng khách sạn ở Đức chuyển sang ngành nghề khác như điện tử, thì mình có cần bằng sơ cấp điện tử không ạ? Nếu như cần thì lúc đó mình kiếm ở đâu ạ? Em cảm ơn. Một câu hỏi của bạn Phú Vũ. Nhưng mà tại sao ba mẹ không đặt tên cho ông là Thái Vũ để nhìn nó thú vị hơn nhỉ? Một câu hỏi hết sức mông lung như một trò đùa. Mình biết trong tâm Vũ rằng Vũ muốn học ngành nghề cơ khí điện tử, nhưng khổ nổi cái trung tâm tư vấn du học nghề cho bạn thì lại nói với bạn rằng: Vũ à, anh chị thành thật xin lỗi em, cái ngành cơ khí điện tử ở Đức thật sự là rất khó có cơ hội để cho em học đó mà. Thôi thì em cứ đăng ký ngành khách sạn của mẹ nó đi, sau khi tốt nghiệp xong rồi em sang học lại cái ngành cơ khí điện tử cũng được mà. Và thực tế thì nhiều trung tâm nó cũng sẽ nói vậy cho các bạn. Bởi vì ngành nghề cơ khí điện tử này ít nhiều gì đó thì cơ hội mà trao cho người châu Á nó cũng sẽ hẹp hơn so với trao cho người châu Âu. Thứ nhất, tôi sẽ nói rõ cho ông biết rằng lúc đầu ông đăng ký học ngành nghề khách sạn thì tại sao ông không làm cái công việc đó luôn sau khi tốt nghiệp, mà đợi sau khi tốt nghiệp mình lại chuyển sang học ngành nghề khác. Bởi vì cơ bản thì cả các ngành nghề khác nó cũng sẽ có mức lương như nhau, nó không có một sự chênh lệch như mình đã phân tích lúc đầu. Còn thứ hai là ngày đầu tuần, nó không liên quan gì đấy. Nếu như bạn ở Việt Nam mà đã học cái bằng gì đó nó liên quan đến ngành cơ khí điện tử rồi thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao cả. Như một cái trang web mình đã chia sẻ cho các bạn, yêu cầu tuyển dụng của ngành nghề cơ khí điện tử ở Đức đó là họ cần bạn giỏi môn toán, họ cần bạn giỏi môn vật lý hoặc là khéo tay một chút, chứ không cần bạn phải có cái kỹ năng quay tay hàng đêm để làm gì. Mình không cần đi tìm những thứ mà mình không biết rõ đó là thứ gì cả. Ok. Còn nếu như bạn nói rằng bạn đam mê cái ngành cơ khí điện tử thì tại sao lúc đầu bạn không tìm đến những trung tâm mà nó có thể giúp bạn học ngành nghề cơ khí điện tử tại Đức? Còn nếu như bạn đủ giỏi, đã có bằng tiếng Đức B2 rồi thì tại sao ông lại sợ sẽ không đăng ký gửi mail trực tiếp tới cái trang web ở Đức đang tuyển dụng cái ngành nghề cơ khí điện tử đó? Còn một cái điều nữa đó là đừng lãng phí mọi thứ cho cái cuộc đời của mình làm cái gì. Nếu như người ta chỉ cần một cái cô gái y tá Nhật hồn nhiên, dễ thương thì người ta không cần cô giáo Thảo đảm đang có cái kỹ năng dạy học để làm cái gì. Nghĩa là người ta chỉ cần những cái bằng cấp giấy tờ mà nó phục vụ được cho cái công việc của bạn, chứ người ta không yêu cầu bạn phải có những cái bằng cấp giấy tờ khác mà nó không thể phục vụ được cho cái công việc của bạn. Ok.